Từ những đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng vào tháng 2 năm 1965, miền Nam Việt Nam nhanh chóng bị tràn ngập bởi sự hiện diện của khoảng 700.000 lính viễn chinh Mỹ và đồng minh. Sài Gòn trở thành một đô thị phục vụ công nghệ chiến tranh và cũng là nơi quyết định những diễn tiến của cuộc chiến. Do vậy, mọi đầu mối thông tin đều quy tụ về đây. Năm 66, lúc đó tôi thiếu tá rồi đó, thì như vậy là ở trên mở tôi vô để sát với ông Ẩn ở trong thành này. Nếu mà nói ra cái nghề tình báo mà nội thành là một cái nghề nghĩa là nguy hiểm, mà đi trong thành với một cái bộ đồ nghĩa là cũng như công chức, thầy giáo, khi thì thầy giáo, khi thì công chức, khi thì người bạn có Ẩn, chủ đồng điền gì đó, tùy theo từng lúc. Tôi là thường đi với ông Ẩn trên cái chiếc xe Renault Cup, thì ông ngồi lái xe bên đây thì tôi ngồi bên đây. Và thường thường con chó vẹt rê nó ngồi sau, chó vẹt rê to lớn nó ngồi sau. Thế hôm xuống mở cửa xe thì chó phóng ra thì ông nắm dây da vậy đi. Thì thường là ra cái chỗ công ty năng tan, Rivran, công ty năng tan, Rivran trước nhà hát thành phố bây giờ đó. Thường là đi ở đó thì đang đi về tụ Mỹ trên công ty năng tan nó kêu Ẩn, Ẩn. Thì nó kêu lên để đàm đạo nói chuyện. Bởi vì tụi chánh khách bên Mỹ mà nó qua là nó muốn cập nhật cái tình hình ở Sài Gòn, thì không ai nó hỏi là ông Ẩn. Mà trao đổi qua lại thì anh coi cái nào mà anh thấy đúng cái nhu cầu của mình thì anh lấy và anh báo cáo. Chứ bây giờ nó biết mênh mông mà. Ông cũng khéo léo, ông khai thác tin tức theo cái sự chỉ đạo của từ phòng mà tôi nắm xuống đó. Muốn biết cái gì thì ông Nhân đó ông hỏi luôn. Mà cái ngành tình báo chiến lược là anh thu thập tin tức, tài liệu công khai cũng như bí mật trên những lĩnh vực quân sự, đúng rồi, chiến tranh thì quân sự. Thứ hai là chính trị, tức là tất cả hoạt động chính trị âm mưu. Cái thứ ba là kinh tế, là mặc dù vì đối phương nó đánh mình mà. Cái thứ tư là kinh tế, cái thứ năm là xã hội. Thì năm cái đó anh phải quẹn vô trong thành một. Thì tụi nó tiết lộ những cái gì cho mình. Thì tôi ngồi đó. Ông thì ông ít chịu viết lắm. Nói nào nói nghe. Ông nói tôi là anh theo ngồi nghe để anh về anh làm báo cáo. Chứ còn tôi thì tôi khai thác vậy thôi, chứ tôi không có viết. Mà khi nó nói chuyện với anh là không bao giờ lộ. Chức phát là nhất định là không bao giờ lộ. Mỹ cũng vậy. Thành ra Mỹ nó lại nó cần tìm nắm tin tức. Vì cái tờ báo ông đâu có đăng được hết. Ông chỉ đăng viết một bài, hai bài. Nhiều lắm là tờ Time Magazine thì một tuần lễ một bài thôi. Còn cái hiểu biết của ông nó rộng thì ông đem ông xài chữ khác. Ông dùng trong cái quan hệ. Ví dụ như cái nhà kinh doanh làm ăn. Họ không rành quân sự. Họ muốn biết tình hình quân sự tới đâu, đằng họ kinh doanh làm ăn gì. Thì phải lời hỏi tôi chứ. Tôi giúp cho họ. Còn cái nhà quân sự nó không biết chính trị. Nó thấy lộn xộn. Nó không biết là tình hình chính trị đi tới đâu thì nó hỏi tôi chứ, thì tôi phải giúp cho họ. Rồi những cái nhà chính trị không biết quân sự thì muốn hỏi tình hình quân sự thì tôi kể cho họ nghe. Mình chân phương mình kể. Là khi mà ông Ẩn á, ông viết một cái bài, viết cái bài nói không tốt cho cái chế độ này, mà đứng cùng tên với một cái nhà báo nữ của Mỹ trong cái cuốn Christian Science Monitor đó, nghĩa là khoa học cơ đốc giáo đó. Thì như vậy á, là đại sứ nó kêu ông Ẩn tới tòa đại sứ và nó rút hồ sơ ra dằn mặt. Mà bây giờ cái đối lập là nó cần dùng mình để mà viết mấy bài báo chống và ủng hộ nó, đó là cái đó phải coi chừng. Anh viết tầm bậy bạ là anh chết. Time là tuần báo đầu tiên của Mỹ, ra đời năm 1923. Đây cũng là tờ báo có sáng kiến độc đáo, là khởi đầu một năm mới, một thập niên hay một thế kỷ mới. Chọn nhân vật nổi bật nhất và có ảnh hưởng quan trọng nhất để làm mốc thời gian. Phạm Xuân Ẩn là người Việt đầu tiên trong biên chế của tuần báo này,
từ năm 1965 cho đến năm 1976, khi văn phòng báo Time ở Việt Nam đóng cửa. Là người vẽ bản đồ chiến sự trên báo Time, là phóng viên giỏi Phạm Xuân Ẩn được tin cậy đến mức tháng 4 năm 1975, Time tổ chức cho gia đình ông di tản trước khi Sài Gòn sụp đổ. Đổi lại, ông Ẩn có thể tự hào là chưa hề đưa một tin tức nào có hại cho uy tín của Thoại. Năm 1969, bác mất, nén nỗi đau để bằng phong cách khách quan của lối viết báo phương Tây, ông viết cho Time những bài báo được đánh giá cao, có cả phỏng vấn dân chúng Sài Gòn và ảnh những lãnh tụ cộng sản là học trò chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi anh làm báo rồi, anh dòm thấy rồi thì mình biết nó sẽ đi tới đâu rồi. Thứ hai là cái ngành của mình, ngành tình báo, anh nghiên cứu chứ gì nữa. Anh nghiên cứu, anh coi cái chiều hướng nó đi gì. Thứ hai là những cái âm mưu đảo chánh này kia đó thì tôi đều dính vô. Dính vô phải là dính vô trực tiếp ủng hộ, nhưng mà họ mời tôi lại, ví dụ như vậy, hay là họ hỏi ý kiến những người đó, ví dụ như là Đám Dương Nhân Minh ông muốn ra ứng cử, ông mời tôi lại nói chuyện, hay là ví dụ như Đám Nguyễn Cao Kỳ, hay là cái Đám Đại Việt nó âm mưu đảo chánh hay cái gì đó, thì nó ngồi nó thảo luận, nó hỏi thì nó biết là tôi biết, góp ý kiến tôi khuyên nên hay là không nên. Và cái tụi giặc á đánh giá như thế nào, là nó đánh giá là đây là nhà báo tìm hiểu để mà viết báo, để theo sát cái chủ trương của bên ta thôi, chứ không có gì bên ta, tức là bên nó đó. Thì một nhà báo có tài như vậy mà tìm hiểu một cái quốc sách á thì không có gì đặc biệt. Cũng như bây giờ vô cái ủy ban chiến lược thành lập sau khi Mỹ nó quyết định rồi đó, về thì tôi hay liên hệ với cái ủy ban chiến lược đó của trong tổng tham mưu này này, của ông thiếu tướng trung tướng nha tuyển rồi mà. Thì tôi đó tôi có hai ông sĩ quan rồi, một ông đại tá và một ông đại quý rồi nữa, một ông thường trực ngồi trong đó, một ông thì đại quý, mỗi đàn họp là anh làm biên bản ra anh báo tôi thôi. Thế thì nhiều khi nó ngồi nó chơi rồi giờ quánh theo kiểu Việt Nam quánh sao, mình hỏi nó về vô nó, thì có ông này chà, lúc trước thì mình quánh theo kiểu Mỹ, bây giờ vô nó quánh theo kiểu Việt Nam, mà quánh theo kiểu Việt Nam quánh sao, quánh bằng dao hay là cởi ngựa hay là gươm giáo hay là cắn cổ Việt Cộng, nó chơi vậy. Lúc trước thì phi pháo, mà bây giờ kiểu Việt Nam là kiểu nào, nó hỏi cái ông kia là kiểu Việt Nam là kiểu nào, bị anh thấy không, nó kẹt những cái như vậy. Thì mình biết là bị hồi học kiểu Pháp khác, mà qua kiểu Mỹ là khác, mà giờ kiểu Mỹ trở lại Việt Nam thì như kiểu nào, thì qua những cái đó là để mình nói chuyện. Còn tôi thì nhiệm vụ bí thư chi bộ và cụm trưởng thì tôi nắm cái gì trong rừng, hay là sinh hoạt đảng, sinh hoạt chính trị, hay là chỉnh quân đều làm tại cái những cái nhà hàng công ty Năng Tan hoặc là Victory ở đường Hàm Nghi bây giờ à, thì để mà chỉnh quân chính trị thì thường xuyên bầu dưỡng và giữ vững vậy, thành ra cái tinh thần ảnh luôn luôn giữ vững. Chi phí trực tiếp của Mỹ cho chiến tranh Việt Nam từ năm 1960 đến 1973 là 141 tỷ đô la. Con số ấy lên đến 700 tỷ nếu tính cả những chi phí gián tiếp. Số đô la khổng lồ ấy đủ để cuốn các đô thị miền Nam theo lối sống tiêu thụ phương Tây. Hoạt động trong bối cảnh như thế, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn phải tự tạo cho mình một vỏ bọc thích hợp. Và ông đã thành công đến mức sau ngày giải phóng miền Nam, chủ bút Nhật báo Tin Sáng là Ngô Công Đức phải bất ngờ khi ông Ẩn thú thật. Chuyện ăn chơi mình nói dốc vậy thôi, không biết những chuyện như thế làm sao hòa nhập được. Ông Ẩn nhiều lần nhấn mạnh rằng những tin tức ông thu thập được sẽ vô nghĩa nếu không được chuyển đến đúng địa chỉ. Một trong hai người phụ nữ bất chấp hiểm nguy nhận làm cánh chim câu đưa tin cho ông Ẩn trong những ngày đầu từ Mỹ trở về là bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, thường gọi là Tám Thảo. Cũng chính tại ngôi nhà của gia đình bà, người cụm trưởng cụm tình báo chiến lược H-63 được chở che qua phút sinh tử trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 mà chúng tôi sẽ nói đến vào một dịp khác. Nhân dân đùm bọc rất là cẩn thận và rất nhiệt tình, nhất là cái nhà
136B đường Gia Long, những người ở xã Nội Vệ Bắc Ninh, ông Nguyễn Đông Phong, tía của cô Tâm Thảo, thì rất là nhiệt tình. Nhiều lần ông nói tôi là ông nói ba biết rằng con vô đây, con làm cách mạng, nếu mà con bị bắt trong gia đình của ba thì tiêu tan hết. Ba nói thiệt con là vốn hiện nay của ba là 36 triệu, mà lúc đó là vàng ở vàng chỉ có 3.000 lượng thôi nha, mà bà ổng 36 triệu. Nhưng mà ba biết rằng, thấy không, nếu bị bắt thì tan quan hết và con cháu gì không đi học à, nhưng mà con cứ yên tâm ở làm việc. Thì tôi nói một cái vậy để thấy rằng cái nhiệt tình ủng hộ của bà con đối với cách mạng. Chính sự che chở của nhân dân là điều kiện quan trọng nhất để người tình báo có thể sống và hoạt động giữa lòng kẻ thù, lọt được cả vào những vị trí không tưởng trong cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn, như thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Trần Đức, tức Ba Quốc. Ngay cả ông Phạm Xuân Ẩn khi ấy cũng chỉ biết ông là Nguyễn Văn Tá, sĩ quan phủ đặc ủy trung ương tình báo. Hay như đại tá Nguyễn Văn Minh, tức Ba Minh, điệp viên mang bí số H3. Khi Nguyễn Cao Kỳ lật Nguyễn Hữu Có, đưa Cao Văn Viên lên làm tổng tham mưu trưởng, ông được Cao Văn Viên tin dùng và giao làm nhân viên văn thư bảo mật. Giờ đây, đôi mắt người mang bí số H3 ấy, một bên lòa, một bên chỉ còn 30% thị lực. Kết quả của những ngày đêm, ông ngồi viết tài liệu dòng giá để kịp chuyển về cho cách mạng. Nhưng nhân vật huyền thoại được nhiều người biết đến nhất phải là Vũ Ngọc Nhạc, ông cố vấn của cả hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Ông nổi tiếng không chỉ vì leo được đến vị trí cao nhất, mà còn vì vụ án của ông khi được đưa ra xét xử vào tháng 11 năm 1969, đã được báo giới Sài Gòn mệnh danh là vụ án chính trị của thế kỷ, là vụ án gián điệp lớn nhất thời đại. Tên thật của nhà tình báo này là Vũ Xuân Nhã, từ nhỏ sống tại quê mẹ, giáo xứ Phát Diệm, Ninh Bình. Năm 1953, ông được ông Trần Quốc Hương tuyển chọn vào cơ quan tình báo quân sự để đào tạo cán bộ hoạt động trong giới công giáo. Năm 1954, Vũ Ngọc Nhã là một trong số những tình báo viên chiến lược được đưa vào miền Nam. Sau khi vào Nam, ông nhận ra được những điểm mấu chốt trong mắt xích quan hệ giữa giới công giáo với chính quyền, yếu tố quan trọng về sau được ông sử dụng như một thủ pháp để hoạt động tình báo. Vũ Ngọc Nhã đóng vai trò một người liên lạc và cung cấp thông tin giữa anh em họ Ngô với giới công giáo di cư. Chính ở vị trí này, ông không những thu được nhiều tin tức tình báo có giá trị, mà còn có ảnh hưởng nhất định đến một số thông tin trao đổi giữa hai bên. Từ đó, ông bắt đầu có biệt danh ông Cố Vấn. Sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, thế lực chính trị của công giáo phát triển nhanh. Cuối năm 1965, do sự tranh giành quyền lực quyết liệt trong nhóm tướng trẻ, tướng Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng Vũ Ngọc Nhã trong vai trò liên lạc viên với công giáo. Ông Nhã khéo léo sử dụng vai trò này để tạo dựng các mối quan hệ và gây ảnh hưởng đến giới chính trị gia cả trong dân sự lẫn quân sự, để trở thành một ông cố vấn lần thứ hai, nhất là từ khi tướng Thiệu đắc cử tổng thống. Để khai thác một cách triệt để sức ảnh hưởng và nguồn thông tin lớn, cấp trên mở rộng nhiệm vụ của ông thành mạng lưới, rồi cụm tình báo A22 do ông Nguyễn Văn Lê làm cụm trưởng, ông là cụm phó. Vào đầu năm 1967, cụm được bổ sung Lê Hữu Thúy, mật danh A25. Thành công lớn nhất của cụm này là cắm được cơ sở của ông Thúy là Huỳnh Văn Trọng vào vị trí phụ tá tổng thống. Chính ông Trọng cầm đầu một phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa sang Hoa Kỳ tiếp xúc, gặp gỡ hàng loạt tổ chức cá nhân trong chính giới Hoa Kỳ để thăm dò thái độ của chính phủ Johnson đối với cuộc chiến Việt Nam, đồng thời thu thập được nhiều thông tin tình báo chiến lược. Tuy tổ chức rất chặt chẽ, nhưng chính vì hoạt động của A22 gây ảnh hưởng sâu rộng đến chính quyền Sài Gòn, CIA đã nghi ngờ và tiến hành điều tra, nhưng mãi hơn một năm sau mới chuyển giao thông tin cho Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Vào giữa tháng 7 năm 1969, từ Vũ Ngọc Nhã, Lê Hữu Thúy, Vũ Hữu Luật, Nguyễn Xuân Hòe, Nguyễn Xuân Đồng, Huỳnh Văn Trọng đến cả cơ sở Giao Liên đều bị bắt, chỉ trừ cụm trưởng thoát được.
chính giới Sài Gòn rúng động vì quy mô của vụ án. 42 cán bộ và cơ sở điệp báo hoạt động rộng và có ảnh hưởng trong nhiều cơ quan chính quyền cũng như các tổ chức chính trị, có cả một phụ tá tổng thống bị bắt. Nên cái chính quyền miền Nam á, miền Nam Cộng Hòa đó, những cái nhân sự đều do Mỹ dựng lên cả. Cái này năm 67 là Mỹ là đức cha hay là ông cha Truman và ông cha Kissinger. Thế là nói về cái ý của người Mỹ dưỡng Nguyễn Văn Thiệu lên là tổng thống và Nguyễn Cao Kỳ là phó tổng thống. Họ nói này, và tất cả cái cơ chế của nó đây. Thế thì tôi nắm được cái tình hình, mà nhất là cái này là ông có bỏ đi, nhưng mà mình phải lấy nguyên bản. Tại phiên tòa có tòa án quân sự mặt trận lưu động vùng 3, các thành viên cụm A22 quyết định biến vụ án gián điệp này thành vụ án chính trị. Lợi dụng mức ảnh hưởng và mối quan hệ sâu rộng, các bằng chứng công khai cũng như tình thế chính trị bây giờ để dẫn phiên tòa vào bế tắc. Và họ đã thành công. Nhân chứng quan trọng nhất thì tòa lại không triệu tập được vì chính là tổng thống. Do các bị cáo đều lập luận rằng họ hoạt động theo yêu cầu của tổng thống và lương tâm tôn giáo, không có bằng chứng để khép tội tử hình, tòa tuyên các ông Nhã, Thúy, Trọng, Què án chung thân khổ sai. Những thành viên khác bị kết án từ 5 đến 20 năm tù. Năm 1973, chính quyền Sài Gòn trao trả ông Vũ Ngọc Nhạ cho phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhưng không phải tất cả những chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng này đều có thể bình yên trở về. Trong số những người ra đi sớm nhất có Phạm Ngọc Thảo. Xuất thân trong một gia đình điền chủ theo đạo Thiên Chúa, quốc tịch Pháp, ông còn có tên Albert Phạm Ngọc Thảo. Được Ngô Đình Diệm tin cậy, ông từng là tỉnh trưởng Kiến Hòa, nay là Bến Tre, với cấp bậc trung tá. Đầu năm 1965, dù biết đã bị lộ, ông vẫn liên hệ móc nối với các lực lượng đối lập khác để làm đảo chính. Cuộc đảo chính nổ ra trưa ngày 19 tháng 2, nhưng chỉ làm chủ đài phát thanh trong một thời gian ngắn rồi bị dập tắt. Ông đào thoát, sau đó bị bắt và kẻ thù tra tấn ông đến chết vào đêm 17 tháng 7 năm 1965. Năm 1995, nhà nước truy tặng Phạm Ngọc Thảo danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với quân hàm Đại tá. Còn có một nơi mà các thế hệ tình báo viên lỗi lạc đều ở bên nhau trong danh tính và quân hàm thật của mình. Đó là tòa nhà số 322, đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bảo tàng Tổng cục 2, nơi lưu giữ gần 6.000 hình ảnh và hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ở vị trí trang trọng nhất của nhà bảo tàng, người xem sẽ gặp lại chân dung tất cả các nhân vật được nhắc đến trong tập phim này, cùng những người đồng đội, những cấp trên của họ. Đã có rất nhiều phần thưởng dành cho đội ngũ xuất sắc này: huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh, 35 huân chương độc lập, 1249 huân chương chiến công, 26 lượt tập thể, 29 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 2 đơn vị được phong tặng anh hùng lần thứ 3. Nhưng đối với những điệp viên huyền thoại ấy thì có lẽ phần thưởng lớn nhất, cao quý nhất chính là nền hòa bình mà họ đem lại cho thế hệ hôm nay.